chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Câu chuyện cuối tuần, chương trình bình luận hàng tuần trên An ninh TV. Thưa quý vị và các bạn, rõ ràng những ngày vừa qua, dư luận không khỏi bàng hoàng trước thông tin nhiều chủ tịch tập đoàn lớn đã bị bắt. Nhưng ngày hôm nay, tôi muốn nhắc lại câu chuyện của ngày 29 tháng 3 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch tập đoàn FLC, Chủ tịch hãng hàng không Bamboo Airways về tội thao túng thị trường chứng khoán theo điều luật 211 Bộ luật hình sự. Những sai phạm của ông Trịnh Văn Quyết cũng như lỗ hổng tại thị trường chứng khoán để ông Quyết trục lợi, chúng tôi đã phản ánh trong nhiều phóng sự của truyền hình Công an Nhân dân. Ngày hôm nay, chúng tôi muốn bình luận cũng như có một góc nhìn khác, một chủ đề mà có lẽ nhiều người hiện nay cũng đang quan tâm, đó chính là tác động của việc ông Trịnh Văn Quyết bị bắt sẽ ảnh hưởng như thế nào đến chính tập đoàn này cũng như nền kinh tế. Ngày hôm nay tôi xin được trân trọng giới thiệu hai vị khách mời sẽ đồng hành cùng tôi bình luận trong chương trình này. Đầu tiên xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Đức Tiên, Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng. Xin chào quý vị khán giả đang xem An ninh TV. Vị khách mời thứ hai tôi xin được trân trọng giới thiệu là ông Đức Anh, Giám đốc Vi mô và Chiến lược Thị trường, Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam. Xin chào quý khán giả. Đầu tiên xin mời hai vị khách mời cũng như quý vị khán giả nhìn lại vụ việc của FLC. Ngày 29 tháng 3 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bắt tạm giam ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch tập đoàn FLC để điều tra hành vi thao túng thị trường chứng khoán theo điều 211 Bộ luật hình sự. Cùng với quyết định tố tụng với ông Quyết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra còn khám xét 21 địa điểm đối với các đối tượng liên quan. Các quyết định, lệnh tố tụng của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn theo quy định. Trước đó vào hồi tháng 1 vừa qua, Trịnh Văn Quyết đã bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC mà không báo cáo, không công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch. Ngay sau đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có quyết định phong tỏa tài khoản chứng khoán của ông Trịnh Văn Quyết. Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết cũng chịu hình phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong vòng 5 tháng. Hành vi của ông Quyết được nhận định là gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam. Tính đến tháng 1 năm 2022, Chủ tịch FLC sở hữu hơn 215 triệu cổ phiếu FLC, tương đương khoảng 30% vốn, cùng hàng chục triệu cổ phiếu tại các công ty thành viên như ROS, ART, BOS, GAB, tại hãng hàng không Bamboo Airways. Tổng vốn góp của ông Quyết khoảng 3.890 tỷ đồng, tương đương 55,58% vốn của hãng này. Tôi rất muốn hỏi ông Nguyễn Đức Kiên, với tư cách là Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng, thì ông đánh giá như thế nào về việc người đứng đầu khi gặp sự cố cũng như là vụ việc của ông Trịnh Văn Quyết vừa qua tác động như thế nào đến chính đơn vị của họ? Khi phân tích cái đánh giá tác động của một cá nhân đối với một doanh nghiệp thì chúng ta phải nhìn vào cái vai trò của cá nhân đấy đặt trong bối cảnh các luật hiện hành. Thì trừ Bamboo Airways là ông Quyết có quá 55% phần vốn chủ sở hữu tại công ty. Còn lại ở các công ty khác thì cá nhân ông Quyết như FLC gắn liền với tên tuổi khởi nghiệp của ông Quyết thì ông Quyết chỉ có 30,48%. Và như thế thì chúng ta thấy là dù người đứng đầu có bị làm sao đi chăng nữa thì cái hoạt động của cái doanh nghiệp đấy nó vẫn phải diễn ra bình thường để nó đảm bảo quyền lợi của các cổ đông. Trong vụ việc của ông Trịnh Văn Quyết thì chúng ta phải thấy rất rõ ràng là Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phân biệt rõ hành vi bán chui 74,8 triệu cổ phiếu là bán chui cổ phiếu của cá nhân ông Quyết chứ không phải là bán cổ phiếu chui của cổ phiếu quỹ của FLC. Vì thế cho nên là tất cả những cái xử phạt hành chính là đều đối với xử phạt một cá nhân tham gia thị trường chứng khoán. Cho nên là chúng tôi với góc độ phân tích về mặt pháp lý thì chúng tôi nghĩ là nó không bị ảnh hưởng nhiều. Nó chỉ ảnh hưởng về mặt tâm lý thôi, chứ còn về mặt bản chất thì nó khó có tác động. Vâng ạ, ông Đức Anh, với những cái phân tích của ông Nguyễn Đức Kiên thì ông có đồng ý với cái điều đó không? Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm của ông Kiên về cái vai trò của ông Quyết trong cái tập đoàn FLC. Chúng ta cũng phải nhìn nhận là cái tội danh của ông Quyết thì là cái tội danh mang tính cá nhân nhiều hơn là cái tội danh liên quan trực tiếp đến hoạt động của tập đoàn FLC. Như là trong quá khứ, trong một số trường hợp, ví dụ như là lãnh đạo của ngân hàng ACB, ông Kiên, hoặc là lãnh đạo của tập đoàn Ocean Group,
là ông Hà Văn Thắm, là những cái sai phạm của hai ông ý là liên quan trực tiếp đến hoạt động của hai doanh nghiệp, cho nên là cái thời điểm mà hai ông ý bị bắt giữ thì cái bản thân hoạt động của hai doanh nghiệp này bị ảnh hưởng rất là mạnh, và đến thời điểm hiện tại thì Ocean Group vẫn chưa lấy lại được cái ánh hào quang của ngày xưa. Về tổng thể thì cái tác động của cái thông tin này lên hoạt động của tập đoàn là không phải là quá lớn, nhưng mà tuy nhiên là cũng không phải là không có một cái ảnh hưởng gì. Mà chúng ta cần phải nhìn nhận là cái hình ảnh, cái uy tín của tập đoàn FLC đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau cái vụ việc này. Và khi mà ảnh hưởng cái uy tín của tập đoàn đã bị ảnh hưởng thì nó sẽ ảnh hưởng đến quan hệ của FLC với đối tác, với cả khách hàng, ảnh hưởng đến cái khả năng đàm phán của họ. Và có một cái ảnh hưởng nữa là nó sẽ ảnh hưởng đến chi phí vốn của tập đoàn FLC, bởi vì bây giờ khi các ngân hàng quyết định giải ngân mới cho FLC thì họ có cơ sở để tin rằng là cái rủi ro của cái khoản vay này nó sẽ cao hơn đáng kể so với trước đây. Vì vậy họ sẽ phải yêu cầu một cái mức lãi suất cao hơn. Và cái việc phát hành trái phiếu ra công chúng hay cổ phiếu ra công chúng để huy động vốn cũng không dễ dàng đối với tập đoàn FLC nữa. Như vậy là bản thân hoạt động của FLC sẽ bị ảnh hưởng dưới hai góc độ. Thứ nhất là hình ảnh, thứ hai là chi phí vốn, và chắc chắn là cái triển vọng kinh doanh của FLC ít nhiều cũng sẽ bị tác động tiêu cực. Với con số thống kê chúng tôi được biết là hiện nay thì FLC đang có 10.000 nhân viên với khoảng 300 dự án đang được triển khai, và nhân sự của hãng hàng không Bamboo Airways thì cũng lên đến hàng ngàn người. Vậy thì cái việc mà ảnh hưởng đến đời sống cũng như là đến chính sách cũng như đến hoạt động của các cái nhân viên này tại tập đoàn thì như thế nào? Phải nói là những cái con số về người lao động, những con số về dự án đầu tư, nó lại nói lên một cái điều là bản thân cái bộ máy của FLC nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi một cá nhân của ông Trịnh Văn Quyết. Bởi vì với một cái khối tài sản lớn như thế thì cái bộ máy hoạt động ít nhất nó phải theo mô hình, không được cái mô hình quản trị doanh nghiệp tiên tiến hiện đại, thì nó cũng phải theo một cái mô hình quản trị doanh nghiệp ra công khai. Và như vậy thì chúng ta nhìn lại cái hoạt động của các nhà đầu tư, những người sở hữu vốn ở FLC và Bamboo sau khi ông Trịnh Văn Quyết bị bắt, là họ tiến hành thay đổi lại các cái nhân sự cao cấp của các tổ chức này. Thì như vậy chúng ta thấy là đây là một hình thức tự bảo vệ tài sản của mình, của các nhà đầu tư đã sở hữu cổ phiếu FLC. Và chúng ta tin rằng là nền kinh tế thị trường nó có những cái quy luật của nó, và nó lại được bảo hộ bởi các cái hệ thống pháp luật hiện hành mà nhà nước chúng ta ban hành, thì chắc chắn các nhà đầu tư nhỏ lẻ và quyền lợi người lao động sẽ được đảm bảo, không có ảnh hưởng gì. Ông Nguyễn Đức Kiên, ông nói gì về cái việc là cái sức ép đối với cả người đứng đầu như ông Đặng Tất Thắng nhận cái nhiệm vụ thay vào vị trí của ông Trịnh Văn Quyết? Đây là một cái tình huống mà chúng ta phải nói là rất nguy hiểm, rất thách thức đối với ông Đặng Tất Thắng khi mà ông phải chèo lái con thuyền FLC. Về mặt tài chính thì đến thời điểm này nó chưa tác động, nhưng mà niềm tin của đối tác như anh Đức Anh vừa nói ở phần trước là nó đã bị ảnh hưởng. Và cái chi phí vốn, giá vốn của FLC nó sẽ không còn ở cái mức thấp như thời kỳ trước nữa. Thì đây là một cái thách thức đối với ông Đặng Tất Thắng. Nhưng chúng ta thường hay nói là trong nguy có cơ. Nếu mà một người thuyền trưởng giỏi thì giữa bão táp trùng khơi như thế này, vững tay lái đưa con thuyền cập bến thì vinh quang sẽ đến thôi. Liệu FLC hay Bamboo Airways có tái cơ cấu lại được hay không, và sẽ tái cơ cấu theo hướng nào với việc ông tiếp cận được với những báo cáo tài chính và cái quá trình hoạt động của FLC trong thời gian vừa qua? Việc tái cơ cấu lại Bamboo Airways hoặc là FLC thì nó đã diễn ra. Hành động đầu tiên là đầu tháng 4 vừa rồi, qua cái tái cơ cấu lại cái nhân sự cao cấp của tập đoàn. Thế còn lại mà với góc độ phân tích kinh tế thì chúng tôi nói trong vòng 6 tháng nữa FLC và Bamboo Airways sẽ không có các hoạt động đột biến trong tái cơ cấu, mà họ sẽ tiến hành phân tích lại toàn bộ các chỉ số kinh tế của các cái công ty trong hệ sinh thái FLC để họ có thể quyết định là sẽ dần dần thoái vốn ở lĩnh vực nào và đâu là lĩnh vực chủ đạo. Thì chúng tôi nghĩ rằng là đối với FLC và cái hệ sinh thái của họ thì cổ phiếu của FLC và cổ phiếu của Bamboo Airways sẽ vẫn là những cái cổ phiếu, những cái doanh nghiệp chủ chốt của dòng họ FLC.
Còn lại những cái doanh nghiệp phụ như công ty chứng khoán hay là một số cái công ty dịch vụ khác thì tôi nghĩ là chắc là đến cuối năm họ sẽ phải tái cơ cấu. Tôi nghĩ là đối với một cái doanh nghiệp lớn mà họ chỉ thực sự tái cơ cấu khi mà có hai việc xảy ra. Một là khi họ thấy một cái tiềm năng rất là lớn ở một cái lĩnh vực mới mà họ không thể bỏ qua. Hai là doanh nghiệp của họ bên bờ vực phá sản, có nguy cơ sụp đổ. Thì cả hai cái trường hợp này hiện tại đều chưa xảy ra với FLC cũng như là Bamboo. Thì tôi nghĩ là để mà tái cơ cấu một cách toàn diện, một cách về tái cơ cấu về mặt chiến lược hoạt động thì là chưa cần thiết ở thời điểm hiện tại. Thế tuy nhiên là cũng sẽ có những cái tái cơ cấu nhỏ như anh Kim vừa mới nhắc đến, ví dụ như là có những cái doanh nghiệp được thành lập ra để phục vụ cái hoạt động thao túng cổ phiếu cho ông Trịnh Văn Quyết, thì thời điểm hiện tại thì sẽ không còn cần thiết nữa. Ví dụ như là công ty chứng khoán BOSS chẳng hạn, thì như mới đây chúng ta có thông tin là một số lãnh đạo của công ty chứng khoán BOSS cũng đã bị bắt giữ. Vì vậy là một số những cái doanh nghiệp như vậy, nhưng mà cũng chỉ là nhỏ trong hệ sinh thái của tập đoàn FLC thôi, thì có thể sẽ phải giải thể. Nhưng còn cái việc tái cơ cấu về mặt tổng thể, về mặt chiến lược thì ở thời điểm hiện tại là chưa cần thiết. Với chia sẻ của hai vị khách mời thì chúng ta thấy là với việc ông Trịnh Văn Quyết bị bắt giữ thì cũng chưa là có tác động gì lớn đối với cả chính tập đoàn này. Và thậm chí là tại tập đoàn thì cũng đã đưa ra thông cáo báo chí công khai rằng là tập đoàn vẫn đang có những cái triển vọng cũng như cái ổn định ngay sau khi việc sự việc ông Trịnh Văn Quyết bị bắt. Tuy nhiên thì sự việc này sẽ có tác động như thế nào vào thị trường? Sau đây xin mời hai vị khách mời cũng như quý vị khán giả xem tập hồng ngắn của chúng tôi. Theo số liệu từ Cộng đồng Đầu tư Tài chính Việt Nam FIDT, tổng doanh thu hệ sinh thái tập đoàn FLC vào khoảng 13.000 tỷ đồng, tương đương hơn 500 triệu đô la Mỹ, chỉ bằng khoảng 0,014% GDP của Việt Nam. Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2021 của tập đoàn FLC cho thấy, tính đến cuối năm 2021, tổng tài sản của FLC lên tới gần 34.000 tỷ đồng. Nợ phải trả của tập đoàn này vượt 24.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, nợ vay của FLC lại không lớn so với quy mô vốn chủ sở hữu. Tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2021, tổng dư nợ của FLC gần 6.200 tỷ đồng. Không tính dư nợ thuê tài chính, bao gồm khoản vay ngắn hạn hơn 2.000 tỷ đồng, vay dài hạn gần 4.200 tỷ đồng. Đối với các khoản vay dài hạn, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín Sacombank là chủ nợ lớn nhất của FLC với dư nợ 1.840 tỷ đồng. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV cũng cho FLC vay dài hạn 1.200 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp này còn phát hành trái phiếu với kỳ hạn dài cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông OCB với dư nợ 819 tỷ đồng. Các khoản nợ trên được FLC thế chấp chủ yếu bằng bất động sản, các dự án hình thành trong tương lai. Ngoài ra, FLC dùng 60 triệu cổ phiếu BAV của Bamboo Airways để làm tài sản đảm bảo cho một khoản vay tại Ngân hàng Quốc dân NCB. Thưa ông Nguyễn Đức Kiên, với những cái con số vay nợ của tập đoàn FLC thì ông đánh giá như thế nào về tình hình tài chính của FLC hiện nay ạ? Với những cái con số mà chúng ta vừa mới xem trên cái màn hình, chúng thấy là bất kỳ một bạn sinh viên năm thứ tư nào học chuyên ngành kinh tế và tài chính hoặc là các chuyên gia kinh tế thì càng thấy rằng cái tình hình tài chính của FLC và hệ sinh thái của FLC đến thời điểm hiện nay thì vẫn đang ổn. Đặc biệt ở đây chúng ta phải thấy rằng là FLC và hệ sinh thái của FLC có cái tỷ lệ vốn vay trên ngân hàng, trên tổng tài sản là rất thấp so với các doanh nghiệp khác. So cả ngay với các cái doanh nghiệp mà nhà nước khác thì họ cũng tương đối thấp. Với cái lượng vay như thế, khó mà có thể tạo ra được một cái khủng hoảng dây chuyền từ FLC sang hệ thống các tổ chức tín dụng. Và vì vậy cho nên tất cả những ai mà lên nói ở đâu đấy là cái việc là FLC sẽ ảnh hưởng dây chuyền đến hệ thống ngân hàng thì tôi nghĩ là có lẽ là họ quá nhiệt tình và quá lo lắng cho cái sự an ninh của tài chính và tiền tệ quốc gia thôi. Ông Đức Anh, với việc mà phân tích trên thị trường chứng khoán thì ông thấy thế nào về các cái cổ phiếu của các cái ngân hàng mà cho FLC vay trong cái thời gian vừa qua? Nếu mà chúng ta xét đến cái dư nợ của FLC ở những cái ngân hàng như Sacombank hay là NVB, trên tổng dư nợ tín dụng của hai ngân hàng này thì chiếm tỷ trọng đâu đấy khoảng 0,4 đến 0,8%.
Thế thì cái tỷ trọng này nó không phải là quá lớn và nó sẽ không có những cái ảnh hưởng mà quá là nghiêm trọng đến hoạt động của hai ngân hàng này trong trường hợp mà FLC không có khả năng thanh toán những cái khoản vay đấy. Thế thì bởi vậy là đây không phải là cái rủi ro quá là nghiêm trọng, nhưng mà chắc chắn là trong cái trường hợp mà tập đoàn FLC chậm trả nợ thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái chi phí trích lập dự phòng của các ngân hàng, và cái đó sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của các ngân hàng này trong một vài quý và kéo theo là cái sự suy giảm của mặt bằng giá cổ phiếu. Tuy nhiên là cái tác động nó chỉ dừng lại ở đấy thôi, nó sẽ không có một cái dư âm gì nó quá là lớn, quá là hệ lụy, nó không có cái gì đấy ảnh hưởng quá trầm trọng đến cả hệ thống ngân hàng. Trong phần đầu thì chúng ta đã phân tích là cổ phiếu của FLC trong cái thời điểm đặc biệt là những ngày đầu tiên khi mà thông tin cũng như là những hình ảnh về ông Trịnh Văn Quyết bị bắt, thì cái các cái chỉ số về mã chứng khoán của FLC thì đã thấy là một cái sự tác động thực sự đến thị trường chứng khoán. Ông Đức Anh, với việc theo dõi thị trường chứng khoán thì những ngày gần đây ông nói gì về cái việc mà đã có sự biến động cũng như thay đổi về các chỉ số ở thời điểm đầu tiên cũng như sau 10 ngày ông Trịnh Văn Quyết bị bắt? Nếu mà chúng ta nhìn vào tác động của các cổ phiếu họ FLC thì rõ ràng là đã trải qua 1-2 phiên lao dốc, và cái điều đấy là hoàn toàn là bình thường khi mà cái người chủ doanh nghiệp họ bị liên quan đến các cái pháp lý bị bắt giữ, thì cái phản ứng của thị trường là tương đối là bình thường đối với cổ phiếu họ FLC, và sau đấy thì cái nhóm cổ phiếu này cũng đã ổn định trở lại. Tuy nhiên là nếu mà chúng ta nhìn rộng hơn là cái phản ứng của cả thị trường thì cái tác động này là gần như là không đáng kể, có thể bị ảnh hưởng một phiên, nhưng mà sau đấy từ cái thời điểm đấy đến bây giờ thì thị trường chứng khoán trên thực tế đã tăng tương đối là tốt, tương đối là tích cực. Thế thì tôi cho rằng cái phản ứng thị trường này nó đến từ 3 yếu tố. Cái yếu tố thứ nhất ý, là cái thông tin ông Trịnh Văn Quyết bị bắt giữ thì nó không gây quá nhiều bất ngờ đối với thị trường. Nó không như khác, nó khác với những cái trường hợp trong quá khứ như là ông Nguyễn Đức Kiên của ngân hàng ACB hay ông Hà Văn Thắm của tập đoàn Ocean Group. Thì cái thời điểm hiện tại thì cái việc ông Quyết bị bắt giữ thì đã có những cái đồn đoán từ trước, đặc biệt là khi mà ông mới bị phạt hành chính vì cái tội bán chui cổ phiếu, kết hợp với cái việc là cái hành động thao túng cổ phiếu FLC tương đối là hiện là rõ nét, ai cũng có thể nhìn thấy được. Cái yếu tố thứ hai mà cái thị trường phản ứng tích cực đấy là cái thời điểm mà ông Quyết bị công bố thông tin bị bắt giữ thì cũng trùng hợp với cái thời điểm mà những cái số liệu vĩ mô công bố của quý 1 và hết sức là tích cực, nó phản ánh một cái nền kinh tế chúng ta đang phục hồi từ cái giai đoạn chịu ảnh hưởng nặng nề bởi Covid trong năm 2021. Và cái yếu tố thứ ba, yếu tố sau cùng cũng không kém phần quan trọng, là tôi nghĩ là thời điểm hiện tại thì nhà đầu tư trên thị trường đã trưởng thành hơn rất là nhiều. Cũng một phần là vì là đã có một lượng lớn những cái quỹ đầu tư tham gia thị trường và họ đầu tư chứng khoán rất là lý trí. Họ nhìn vào cái danh mục đầu tư và nếu mà danh mục đầu tư của họ không bị ảnh hưởng bởi cổ phiếu, bởi cái thông tin FLC bị chủ tịch FLC bị bắt giữ, thì họ không có lý do gì họ phải bán ra cả, bởi vì họ đầu tư là vì họ kỳ vọng vào cái triển vọng của doanh nghiệp, triển vọng của vĩ mô, và thậm chí là khi mà cổ phiếu của họ giảm thì họ lại sẽ tăng cường tích cực mua thêm. Vì thế là cái phản ứng của thông tin ông Quyết bị bắt giữ đến toàn thị trường là hầu như là không đáng kể, và tôi nghĩ cái phản ứng như vậy là phản ứng rất là tốt, rất là tích cực cho thị trường. Nó chưa đủ tầm lớn để mà tác động có tính chất là dây chuyền hay lan tỏa. Anh Đức Anh có nói là các nhà đầu tư bây giờ người ta cũng thông minh rồi, người ta cũng biết đâu là làm giá và đâu là những cái hiện tượng coi như là bong bóng. Và cũng thực sự tôi có may mắn là bắt đầu từ khi vận động thành lập thị trường chứng khoán cho đến bây giờ thì tôi cũng may mắn là người được theo dõi, thì thấy là các nhà đầu tư của chúng ta cũng đã trưởng thành lên rất nhiều. Và đấy là một cái niềm rất là an ủi, rất lớn đối với những người làm chính sách vĩ mô, khi mà thấy chính sách vĩ mô nó dần dần đi vào cuộc sống. Chúng ta chưa có thông tin nào xấu cũng như tiêu cực về tập đoàn FLC. Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là các nhà đầu tư thì cũng không thể đứng ngoài cái sự lo lắng, bởi vì họ cũng đã bỏ vốn, bỏ tiền ra đầu tư vào các cái dự án, các cái công trình của tập đoàn này đang xây dựng. Vậy thì ông có thể chia sẻ cũng như là có một ý kiến gì để trấn an được những cái nhà đầu tư khi họ đang có phần vốn của mình đầu tư trong tập đoàn FLC? Đầu tiên là nói về cái khoản đầu tư của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán, thì chắc chắn là chúng ta có thể khẳng định là cái triển vọng kinh doanh của FLC ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng, khi mà cái khả năng đàm phán của họ bây giờ đã yếu hơn so với trước, khi mà cái chi phí vốn của họ sẽ tăng lên, khi mà các cái ngân hàng giải ngân vay cho họ sẽ yêu cầu những cái mức lãi suất cao hơn và họ không thể dễ dàng mà huy động vốn trên thị trường chứng khoán phát hành cổ phiếu được, thì cái triển vọng kinh doanh sẽ bị ảnh hưởng. Cái mặt bằng cổ phiếu chắc chắn là sẽ không cao được như trước, và FLC sẽ cần thời gian để chứng minh cho nhà đầu tư thấy là họ vẫn
có cái triển vọng kinh doanh tích cực. Tuy nhiên là cũng chưa có cái gì quá là xấu cả để nhà đầu tư phải bán tháo cổ phiếu SLC bằng mọi giá, bởi vì họ vẫn là một cái tập đoàn có quy mô, có những cái dự án đang triển khai, vẫn có những cái dòng tiền thu về ổn định. Và tôi cho rằng là nhà đầu tư không nên có quá là hoảng loạn ở thời điểm hiện tại và nên giữ một cái tâm thế bình tĩnh để đánh giá cụ thể cái tác động của thông tin này. Và cho đến bây giờ thì chúng ta chưa thấy có cái tác động quá là xấu đến cái hoạt động thường nhật của tập đoàn. Nếu mà nhìn sâu hơn về cái thực trạng tài chính như cái báo cáo tài chính của FLC công bố vào năm 2021 và công bố vào đầu năm 2022 vừa rồi, thì chúng ta thấy là đến thời điểm hiện tại thì trong kịch bản xấu nhất thì chúng ta vẫn theo luật hiện hành thì chúng ta vẫn xử lý được tài sản để đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư. Đấy. Tất nhiên rồi nó sẽ có cái tình trạng là khi anh được xử lý thì nó sẽ không có cái lợi nhuận kỳ vọng như của anh nữa, thì chúng ta phải chấp nhận thôi. Thì trong một cái chuyến tàu mà tàu đắm sống được, thoát được là tốt rồi, chứ còn lại còn nghĩ đến mức độ lại sống được, lại còn mang được cái vali của mình, rồi lại mang được cái xe đạp đua đang để gửi ở trong hầm hàng thì chắc là không có. Tôi muốn hỏi thêm một chút, đó chính là việc tác động mà đến ngành hàng không. Thì đối với cả Bamboo Airways thì đang có sản lượng vận chuyển chiếm tới 20% toàn ngành, và điều đầu tiên chúng ta có thể thấy là kế hoạch niêm yết cổ phiếu của BAV vốn được lên kế hoạch niêm yết vào quý 1 năm 2022 thì nó sẽ có ảnh hưởng như thế nào ạ? Đến thời điểm hiện tại đã là đầu quý 2 rồi nhưng mà Bamboo vẫn chưa lên sàn niêm yết, và kết hợp với cái yếu thông tin là cái người lãnh đạo doanh nghiệp là ông Trịnh Văn Quyết bị bắt giữ thì cái việc mà Bamboo chậm trễ niêm yết trên sàn chứng khoán là điều hoàn toàn là dễ hiểu, bởi vì như chúng ta đã biết là đứng về cái phương diện mà huy động vốn thì bao giờ một doanh nghiệp muốn lên sàn ở cái thời điểm chín muồi nhất, tức là cái thời điểm mà nhà đầu tư sẵn sàng trả giá cao nhất cho cái cổ phiếu của doanh nghiệp đấy. Và cái việc mà lùm xùm liên quan đến việc người lãnh đạo bị bắt giữ như này thì thời điểm quý 1 2022 rõ ràng không phải là một cái thời điểm phù hợp để Bamboo Airways lên sàn niêm yết. Tuy nhiên là với cái việc là chúng ta dần đang mở cửa lại nền kinh tế, khôi phục lại các cái đường bay quốc tế cũng như là nội địa, và triển vọng các cái doanh nghiệp hàng không sẽ dần tươi sáng trở lại, thì tôi tin là doanh nghiệp Bamboo Airways sẽ sớm có thể niêm yết trong năm nay. Tôi bổ sung thêm một cái ý của anh Đức Anh, tức là nếu theo cái báo cáo của tổ chức hàng không thế giới ICAO thì cái thị trường hàng không nó sẽ khôi phục và không còn như dự báo của năm 2021, là chúng tôi dự báo là đến cuối năm 2022 thì thị trường hàng không thế giới sẽ khôi phục lại như năm 2019. Nhưng đến bây giờ thì tất cả các tổ chức thế giới đều, quốc tế đều đánh giá là cái phục hồi của hàng không nó, nếu theo kịch bản tươi sáng thì nó phải là vào cuối năm 2023 hoặc giữa năm 2024. Còn nếu mà kịch bản mà xấu nữa thì nó có thể là sang đến tận cuối của năm 2024. Cho nên là ngay bản thân cái kế hoạch của Bamboo mà định IPO lần đầu cái cổ phiếu của Bamboo Airways thì kế hoạch là như thế. Thế nhưng mà cái nhà đầu tư, cái người chủ ấy, người ta phải tính toán như anh Đức Anh đã nói, người ta phải tính toán cái thời điểm nào mà nó hợp lý nhất. Cho nên nếu chúng ta nhìn thấy cái thị trường khách du lịch quốc tế vào Việt Nam gọi là có tăng trưởng, nhưng mà là tăng trưởng so với năm 2021 là không đón được ai, thì năm nay đón 10 ông cũng đã là tăng nhiều lắm rồi. Thế nhưng nếu mà so với năm 2019 chúng ta đón được mười mấy triệu người cơ, thì đây chưa phải là một cái thời điểm lý tưởng để mà chúng ta IPO cái cổ phiếu hàng không. Rõ ràng nó còn phải có sự tác động của cái kinh tế vĩ mô. Vâng ạ. Để khép lại của chương trình của chúng ta ngày hôm nay, đánh giá cuối cùng về câu chuyện này, xin mời ông Nguyễn Đức Kiên ạ. Qua cái phản ứng của thị trường chứng khoán từ hôm 29 đến bây giờ thì nó lại cho tôi một điều mừng, là những người thẩm định cái luật chứng khoán 2019 thì chúng tôi đã đánh giá được là cái tác động của cái luật chứng khoán 2019 nó đã tác động đến thị trường chứng khoán Việt Nam, nó củng cố cái niềm tin cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ và nó giữ cho cái thị trường trong sạch, ổn định.
thưa quý vị và các bạn, rõ ràng với phân tích của hai vị khách mời của chúng tôi ngày hôm nay, quý vị có thể thấy việc ông Trịnh Văn Quyết bị bắt không có tác động lớn tới tập đoàn FLC cũng như nền kinh tế nói chung. Và vụ việc của ông Trịnh Văn Quyết bị bắt một lần nữa chỉ chứng minh tinh thần quyết tâm chống tham nhũng, chống tiêu cực của Đảng với thông điệp không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, ngày càng được thực hiện hóa. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và...